Ngày 15 tháng 4, cô Nguyễn Huệ Thương, giáo viên trường tiểu học Cái Khế 2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, em học sinh qua đường có hành động lễ phép cúi đầu chào bác tài xế đã nhường đường là em Lê Thanh Huy, học lớp 4 năm. Là gia đình Huy nghèo, cha mẹ em làm thợ hồ, kiếm được 150.000 đến 200.000 đồng một ngày để nuôi con ăn học. Hiện Huy ở nhà trọ cùng chị gái. Trong lớp, Huy là cậu học sinh chăm ngoan, học khá, luôn lắng nghe thầy cô dạy bảo, lễ phép và hay giúp đỡ bạn bè. Ông Vương Tấn Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Học viên, Sinh viên thành phố Cần Thơ cho biết, việc làm của em Huy là một hành động đẹp trong học đường khi tham gia giao thông. Đơn vị sẽ xem xét thêm gia cảnh của em. Nếu Huy là học sinh nghèo hiếu học thì đơn vị sẽ nhận đỡ đầu để em có thêm điều kiện học tập, tiếp tục vẽ nên ước mơ tương lai của mình.